Làm thế nào để biết máy hút bụi có hút mạnh hay không? Có giúp bạn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ không? Có phù hợp để vệ sinh nội thất xe ô tô không? Sơn Tùng Lâm sẽ chia sẻ đến bạn một vài kinh nghiệm chọn mua máy hút bụi có lực hút mạnh để giúp bạn chọn được máy tốt và phù hợp. Yếu tố thứ nhất là công suất. Đây là yếu tố rất quan trọng để đánh giá chiếc máy hút bụi của bạn có lực hút tốt hay không. Mỗi loại máy hút bụi sẽ được hãng thiết kế với các chức năng làm sạch khác nhau. Do đó, trước khi quyết định chọn mua, người dùng nên xem xét kỹ mục đích sử dụng của mình. Yếu tố thứ hai là lực hút. Tốt nhất khi đi mua hàng, bạn có thể chọn một vài mẫu, sau đó yêu cầu nhân viên bán hàng cắm điện, thử lực hút ngay tại cửa hàng để biết được máy có lực hút tốt hay không. Yếu tố thứ ba là lưu lượng không khí. Nếu không được kiểm tra lực hút trực tiếp, bạn có thể nhìn vào lưu lượng không khí đi qua máy là có thể đánh giá được lực hút của máy thế nào. Thông số này được đo bằng số lít trên giây. Càng nhiều không khí đi qua máy trong một giây thì càng tốt, có nghĩa là chỉ số này càng cao thì máy có lực hút càng mạnh. Yếu tố thứ 4 là túi hay thùng chứa. Nếu nhu cầu hút bụi không thường xuyên, bạn nên chọn loại máy hút bụi dùng túi, còn nếu sử dụng thường xuyên thì nên chọn thùng chứa có dung tích lớn. Hy vọng những kinh nghiệm chọn mua máy hút bụi có lực hút mạnh mà chúng tôi chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn chọn được máy phù hợp nhất. Chúng tôi xin giới thiệu với bạn máy hút bụi công nghiệp cao Ritsu dung tích 30 lít. Đây là máy hút bụi cao Ritsu có chất liệu thùng chứa bằng inox cao cấp, cho khả năng chống dỉ và hạn chế ăn mòn khá hiệu quả. Bên cạnh đó, khi bình chứa bụi đầy, người dùng chỉ cần đổ đi làm việc tiếp mà không phải thay túi chứa bụi như một số loại sản phẩm trên thị trường hiện nay. Máy gồm nhiều đầu hút giúp hút bụi dưới sàn, trên ghế sofa và nhiều ngóc ngách dễ dàng. Khi có nhu cầu mua máy, hãy liên hệ với công ty Sơn Tùng Lâm, bạn sẽ được tư vấn nhiệt tình, đảm bảo mua máy chính hãng, tốt nhất, bảo hành đầy đủ.